Tiếng hay, con âm ly thiết kế rất đẹp luôn, 630 MK2 la mã, dòng âm thanh nổi tiếng của Nhật đó là Tech, Tech 630 bề ngang 43,5, chiều cao 15 và chiều sâu 33,4, tản nhiệt cả bằng quạt gió và bằng nhôm, 4 sò than, dòng âm ly đời cao vỉ màu xanh. Nguyên bản nếu anh em mua mới tinh sẽ có cả điều khiển anh em nhá, còn hàng bãi về không có đâu, đây là mắt nhận điều khiển 630 MK2. Cầu loa A cộng B, bát chép cân loa, lao lớt đầy đủ, thiết kế cân đối, màu bạc, rất nổi bật, hiện đại. Cái hay của dòng âm ly đời mới này là nó đánh được, ngoài việc đánh loa Nhật thì nó đánh được cả loa Mỹ và loa châu Âu, loa thùng, loa buxel, loa cây. Tiếng nó rất sáng. Cái con âm ly này giải bát nó đánh sâu và êm vô cùng, đánh êm vô cùng luôn. Quá hay các cụ ơi, 4,5 triệu thôi, giá tại cửa hàng 0941 891 914. Con này mở nội thất ra các bác xem thì cực đã mắt, nó như kiểu vừa sản xuất đấy, mới lắm. Bên trong mới như là vừa sản xuất anh em ơi, đó, mới quá. Tech 630 MK2 la mã, nội thất mới như vừa sản xuất, giá 4,5 triệu thôi. Tiếng thì quá hay luôn, dòng Tech này thì quá hay, quá nổi tiếng của Nhật rồi. Trời ơi, mới quá. Ngoài có thể xuất sắc nhưng bên trong thì đẹp như mới.